Xin chào bạn, là tôi Robert Thành. Có rất nhiều người thì đặt cái câu hỏi rằng là vậy thì cái phương pháp Effortless English nó có hiệu quả như lời đồn hay không? Thì các bạn hình dung như này này, mọi người thường hay nói với nhau là chúng ta có thể giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ, chúng ta có thể giao tiếp trôi chảy, giao tiếp tự động rồi phản xạ rất là nhanh. Mặc dù trước đó các bạn có thể dành đến 7 năm hay 12 năm, nhưng mà làm thế nào để mà có thể là giao tiếp trong vòng 3 tháng đến 6 tháng mà đã giao tiếp trôi chảy được? Thì cái phương pháp này nó có thực sự hiệu quả như vậy hay không? Nó có phải là sự thật hay không? Hay là chỉ là cái lời đồn? Thì ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, và để các bạn hiểu một cách đó là rõ ràng, thấy chưa? Một cách xác thực nhất về cái phương pháp này. Đó. Và với những cái trường hợp mà chúng ta học mãi mà vẫn chưa thành công được thì mình sẽ chỉ cho bạn cách thức để làm sao mà bạn sẽ biết được vậy thì mình chưa thành công là do đâu, được chưa? Thì cái vấn đề chung mà mình tổng hợp được trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi mà là một người mà đào tạo tiếng Anh cho đến khi mà giúp đỡ cho những người khác, thì mình nhận thấy rằng có những cái học viên họ chia sẻ là em mua đĩa từ những năm 2015, thế nhưng mà chỉ xem được vài bài để sau đó thì bỏ, và cho đến tận 2017, 2018 thì tiếng Anh vẫn cứ dốt. Cái tiếp theo là có người kiên trì hơn để họ học được tầm khoảng cỡ 8 tháng, thế nhưng mà kết quả lại không cải thiện nhiều. Và rồi thì có những cái trường hợp là học thì nhanh chán và không tiếp thu được cái bài học, được chưa? Thì cái vấn đề chung nó là như vậy. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là mặc dù là có rất nhiều người thì gặp cái vấn đề là họ học cái phương pháp này không thành công, thế nhưng mà vẫn có những người học lại rất thành công với cái phương pháp Effortless English. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn để bạn hiểu được là vậy thì làm thế nào để bạn thành công một cách đó là dễ dàng, bạn tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức, tiết kiệm được tiền bạc của mình, để mà chúng ta có thể là gặp người nước ngoài mình giao tiếp một cách rất là tự tin và lưu loát với họ. Tất nhiên thì về những cái ý kiến chuyên gia thì các bạn có thể xem ở đâu đó thì cũng có những cái trường hợp mà họ nói rằng ở cái phương pháp này không tốt thế này hoặc không được cái kia, được chưa? Thì mình sẽ giải thích để các bạn chúng ta có những cái luận điểm, chúng ta có những cái dựa vào đó, những cái khoa học nghiên cứu ở đó để các bạn biết được ai là cái người nói nó xác thực, ai là người nói đúng và cái phương pháp này nó có thực sự hiệu quả hay không. Thì hãy chú ý, và càng về sau của cái phần video ngày hôm nay thì các bạn sẽ lại càng hay hơn rất là nhiều, bởi vì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì mình đã nghiên cứu trong suốt đó là 7 năm qua ở trong cái việc học tiếng Anh. Thì đầu tiên thì mình cũng muốn là chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện, cái câu chuyện mà từ một cái người mà mất gốc tiếng Anh cho đến khi mà mình đạt được những cái thành tựu, thì các bạn nhìn vào đây ạ. Đầu tiên đó là cái con số 2. Thì mình bắt đầu thực sự là học tiếng Anh từ năm 2. Mặc dù trước đó thì mình có đi học ở các cái lớp về ngữ pháp, mình cũng có tham gia những cái lớp mà ôn luyện, mình cũng có học nhiều những cái phương pháp khác nhau. Nhưng mà mãi đến năm 2 thì bắt đầu thì mình mới nghiêm túc về cái việc học tiếng Anh, và thực sự thì khi đấy thì mới coi là học tiếng Anh, bởi vì là trước thì là học sai quy trình gần hết. Và mình thì không phải là dân chuyên ngữ. Khi mà mình thi vào trường đại học thì mình nhớ là thời đấy thì là chủ yếu là các bạn học kỹ thuật hơn, nam giới học kỹ thuật vì là nó dễ xin việc hơn, nên là mình cũng không biết là mình mạnh cái gì, mình giỏi cái gì cả. Thì mình đăng ký và mình thi vào trường kỹ thuật. Thì trường kỹ thuật thì đương nhiên là nếu mà sau này khi ra trường thì chúng ta có ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là một cái ngôn ngữ nào đó thì chúng ta sẽ dễ hơn trong cái việc đó là xin việc, cũng như là tăng được cái mức thu nhập của mình đáng kể. Thì mình bắt đầu mình mới mon men từ năm nhất, thì mình mới mon men mình đi tìm các cái lớp rồi là các cái phương pháp học tiếng Anh khác nhau. Tuy nhiên là khi áp dụng thì đến tận năm 2 tiếng Anh của mình nó vẫn rất là kém, và thực sự cái quá trình tiếng Anh của mình nó chỉ cải thiện kể từ cái thời điểm là năm 2 trở đi. Và khi đấy thì mình học thì cái thời điểm ban đầu thì lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái giai đoạn mà mình học. Thì bắt đầu và học một cách nó là nghiêm túc và theo các cái giai đoạn thì mình thấy là cái khả năng tiếng Anh nó cải thiện lên là rất là rõ rệt. Đặc biệt sau 1 đến 2 tháng đầu tiên thì mình có thể là mình đi nói chuyện với người nước ngoài. Mặc dù thì nó cũng chưa được nhiều lắm, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái việc học ngôn ngữ nó không hề đáng ghét, đáng sợ như là cái ngày trước nữa. Thế và sau đó thì mình có hướng dẫn cái người bạn tiếp theo của mình, thì cái bạn là bạn học cùng lớp kỹ thuật của mình, đó là bạn Quyết. Thì bạn nhìn vào hình ảnh là bạn Quyết của mình. Các bạn này quê ở Hà Nam, và bạn ấy là một cái người mà rất là năng động và nhiệt tình. Thế sau đó thì mình hướng dẫn thêm cho bạn ấy đi. Thế và sau đó thì hàng tuần thì tầm khoảng cỡ 1 đôi khi là 2 tuần, bận thì là 2 tuần hoặc 3 tuần thì chúng mình có đi tổ chức những cái buổi mà đi thực hành thực tế, nói chuyện với lại người nước ngoài. Thì những cái giai đoạn đầu tiên chỉ nói tầm khoảng cỡ vài phút thôi, thế nhưng mà sau thì nó tăng lên rất là nhiều. Và đặc biệt thì khi mà áp dụng từ cái thời điểm mà những cái năm 2011, 2012 khi mà cặp và áp dụng theo cái phương pháp Effortless English, phương pháp của cái Asia Home, thì mình bản chất là mình may mắn hơn là do là mình được gặp trực tiếp, rồi là mình được đặt câu hỏi và mình áp dụng một cách đó là chính xác hoàn toàn về cái phương pháp của thầy. Thế nên là sau khoảng thời gian 5 tháng thì mình đã có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất là trôi chảy. Mình có thể lưu loát để giao tiếp với người nước ngoài. Và cái lần mà mình nhớ nhất đó là khi mình giao tiếp với một cái người nói tiếng Anh. Tuy nhiên ở cái người này thì là ông ấy dạy tiếng Anh ở bên Campuchia. Thì sau đó thì cái quá trình mà nói chuyện thì từ lúc 2 giờ hơn 2 giờ một chút thì mình nói chuyện ở bờ hồ. Ở bờ hồ thì cùng nhau nói chuyện ngồi ghế đá không thôi, để đến tầm khoảng nói đến tầm khoảng 4 rưỡi thì là mình định xin phép đó là đi về. Thế nhưng mà sau đó thì là ông lại mời uống cà phê, thì cũng nhận lời đồng ý uống cà phê. Thế ngồi ở góc phố chỗ bờ hồ ấy, chỗ xe buýt 09 thì là ngồi nói chuyện cùng với nhau, thì nói tầm khoảng cỡ 9 giờ đó. Thì mình nhớ nhất là cái thành tích là mình có thể nói được liên tục từ tầm khoảng 2 giờ đến 9 giờ. Như vậy là nói được tầm khoảng cỡ 7 tiếng. Mặc dù trước đó thì khi mà bắt đầu học thì mình không thể nào mình nói được, bởi vì là mình cứ luôn phải nghĩ về cái ngữ pháp, mình lắp ghép nó lại cùng với nhau, chủ ngữ, vị ngữ, động từ. Nên nếu như trường hợp mà bạn cảm thấy rất chán cái việc đó là mình giao tiếp mình luôn phải nghĩ như vậy, thì chúng ta cần phải hiểu rõ về cái phương pháp này. Sau đó thì bạn bắt đầu vào bạn áp dụng là bạn làm được. Cái tiếp theo nữa là khi nghe thì thường tốc độ nghe chúng ta rất chậm, nhưng nếu như bạn có khả năng phản xạ tốt thì cái khả năng nghe của bạn cũng đã cải thiện rất là đáng kể rồi. Về phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn nữa về cách thức các bạn luyện nghe như nào cho nó hiệu quả. Bởi vì là nếu như chúng ta chỉ học với cái phương pháp Effortless English thì sẽ có những cái mà nó rất tốt, nhưng cũng có những cái mà nó hơi hạn chế, nên các bạn cần phải chú ý. Cái tiếp theo là cho đến cái thời điểm hiện tại thì cũng được tầm khoảng cỡ gần 7 năm khi mà đào tạo tiếng Anh, thì mình giúp đỡ được cho hơn 5.763 người thành công trong việc học ngoại ngữ. Tất nhiên thì con số đó nó vẫn tăng lên hàng ngày. Nên là cái thời điểm khi mình làm video này và cho đến những cái thời điểm về sau thì con số vẫn tiếp tục tăng, và hàng ngày thì mình vẫn đang hướng dẫn cho hàng trăm những cái học viên các bạn để học theo những cái phương pháp mà đúng và hiệu quả để thay đổi về cái tiếng Anh. Nên đối với những cái trường hợp mà các bạn vẫn chưa biết cách học như nào thì chúng ta có thể tham gia vào cái chương trình online, chúng ta có thể tham gia vào chương trình đó là hướng dẫn học tiếng Anh 90 ngày đó, hoặc là chương trình đó là phản xạ tiếng Anh dễ dàng cho 101 ngày. Trong đó thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn. Thì bạn nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy inbox cho mình ở trên Facebook nhé. Ở cái Facebook của mình thì các bạn nếu mà chưa có thì chúng ta vào đây. Thì đây là Facebook của mình. Facebook của mình là Robert Thành. Thì chúng ta vào cái Facebook này. Đó, rất là nhiều học viên. Tất nhiên thì mình còn hỗ trợ nhiều trong các cái nhóm nữa. Thỉnh thoảng thì tổ chức cho các bạn đi thực hành thực tế. Ok, chúng ta tiếp tục ạ, chúng ta tiếp tục. Vậy thì các bạn hình dung này, thấy chưa? Cái lý do mà nhiều người học cái phương pháp này thất bại, mặc dù là cái phương pháp này đã giúp cho cũng rất nhiều người khác thành công, đó là bởi vì những điều sau. Cái điều đầu tiên đó là chúng ta không hiểu được cái nguyên lý học bằng tiềm thức, hay còn gọi là cái nguyên lý học sâu. Cái não bộ của các bạn nó được chia ra là hai phần, là phần ý thức và phần tiềm thức, hay là đơn giản hơn thì bạn hiểu là phần bộ nhớ ngắn hạn và bộ nhớ dài hạn. Thì bộ nhớ dài hạn là cái nơi mà nó lưu trữ cái vùng ngôn ngữ của bạn một cách đó là bền vững nhất. Còn nếu mà bộ nhớ ngắn hạn thì bạn chỉ sau một thời gian bạn lại quên, cũng như chúng ta học trên trường sau đó về nhà chúng ta lại quên, là chúng ta học rất nhanh, chúng ta không học sâu. Thế nhưng mà một cái bài học của Effortless English thì chúng ta sẽ học rất sâu, ít nhất là trong vòng 1 tuần, nhiều hơn là 2 tuần, hoặc thậm chí có thể 3 tuần, hoặc là 1 tháng một bài, nhưng quan trọng là học sâu. Đây là mình nhìn thấy thực tế là nhiều người thì chúng ta học chúng ta không hiểu được cái nguyên lý như này, thì chúng ta cứ học theo cái cách thức mà chúng ta áp dụng theo những cái phương pháp như ở trên trường lớp, phương pháp truyền thống thì nó lại không hiệu quả. Nên cái này các bạn cần phải chú ý. Cái điều số 2 là chúng ta học sai giai đoạn mất rồi. Thì thường thì đối với những cái bạn mà chúng ta mới bắt đầu học tiếng Anh, tức là cái khả năng tiếng Anh các bạn đã còn rất kém, tức là mình chưa có cái nền tảng gì cả, thì thực sự là chưa phù hợp với Effortless English chút nào cả. mà các bạn nên đó là bắt đầu bằng giai đoạn đó là xây dựng nền tảng trước. Ví dụ trong cái khóa học online 90 ngày của mình thì mình hướng dẫn cho các bạn để có một cái giai đoạn là tổng khoảng 30 ngày đầu tiên là để tập trung một cách đó là chuyên sâu và xây dựng được cái phần nền tảng cho nó bền vững. Thì sau khi bạn làm tốt cái phần này rồi thì bạn học đến Effortless English lại rất là tuyệt vời, thấy chưa? Nên các bạn hết sức đó là chú ý về cái phần giai đoạn học. Thì nếu mà một cái giai đoạn mà để xây dựng nền tảng thì nó sẽ cần tổng khoảng từ 1 cho đến 2 tháng. Nó tùy vào cái thời gian các bạn học hàng ngày cũng như là cái chiến lược của các bạn khi học. Và cái tiếp theo là thời gian mà các bạn luyện phần phản xạ thì nó mất tổng khoảng từ 3 cho đến 4 tháng. Học đúng phương pháp thì như vậy 3-4 tháng là bạn có thể giao tiếp rất trôi chảy rồi. Cái tiếp theo nữa đó là chúng ta không có cái kế hoạch học hàng ngày. Thì thông thường thì mình thấy có những bạn hôm nay bạn nhảy lên trên YouTube bạn học một chút, ngày mai bạn nhảy sang kia bạn học một chút, bạn không có một cái kế hoạch bài bản gì cả. Hoặc khi bạn học với phản xạ thì bạn cũng không biết là bạn học bắt đầu từ cái bài nào, rồi học từ cái file nào hay từ cái phần tài liệu nào, mọi thứ nó không có rõ ràng. Nhưng khi học như vậy thì chúng ta học kiểu được chăng hay chơi, nên học rất nhanh chán, rất nhanh nản và dẫn đến là thất bại. Cái tiếp theo nữa là khi học bạn không có đủ quyết tâm. Thì thường thì cái vấn đề quyết tâm nó do một đó là bạn không có cái người hướng dẫn, hoặc hai là bạn không có cái môi trường, thấy chưa? Thì nếu chúng ta có cái người hướng dẫn mà họ có thể truyền cảm hứng cho các bạn, có cái môi trường thì bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Mình thậm chí nó có hướng dẫn có những cái bạn là bạn đi học bạn ấy bỏ đến tổng khoảng cỡ 20 lần, học tiếng Anh bạn bỏ đến 20 lần. Thế nhưng mà khi mình hướng dẫn cho bạn ấy thì nó có cái kế hoạch nó rõ ràng rồi, và đồng thời thì mình luôn luôn đó là truyền cái động lực, truyền cái tinh thần cho bạn ấy hàng ngày thông qua từng cái bài học. Và ngoài ra thì có một cái cộng đồng kín để hỗ trợ cho các bạn, nên cần gì các bạn hỏi đấy, thậm chí là trách sửa bài tập cho nhau liên tục để rất thường xuyên thì nó sẽ tạo ra được cái độ hưng phấn. Thế nên là nếu mà ai đó mà lười, ví dụ nhìn vào trong cái cộng đồng thì có những cái người khác họ rất tích cực thì như vậy thì mình lại chậm, bởi vì là cái môi trường thì nó luôn quan trọng hơn cái tư duy. Nên bạn có thể đọc rất nhiều sách, nhưng mà nếu bạn có cái môi trường tốt thì bạn sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều đó. Thì các bạn chú ý là những cái sai lầm này thì nó dẫn đến cái thất bại rất nhiều của những cái người học Effortless English, và các bạn có thể khắc phục được những cái điều này nhờ cái việc đó là bạn thấu hiểu một cách đó là rõ ràng và chi tiết hơn, được chưa? Đó. Thế thì ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là có nhiều những cái trường hợp do chúng ta chưa có thời gian chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta cũng khá là bận rộn trong công việc. Và cái tiếp theo nữa là nếu như trường hợp bạn có dành thời gian nghiên cứu thì bạn cũng phải mất thời gian rất là lâu. Ví dụ như mình chẳng hạn thì mình đã phải mất thời gian đến 7 năm mình nghiên cứu để mình tinh giản nó lại. Nên là để mà trường hợp mà giúp cho bạn sau tổng khoảng cỡ vài tháng bạn để thay đổi tiếng Anh luôn thì bạn phải nghiên cứu rất nhiều từ trước rồi. Còn nếu không thì bạn hình dung là chúng ta thừa hưởng luôn từ những cái nghiên cứu của những người khác. Thì thay vì nó bạn mất thời gian để là bạn nghiên cứu thì bạn cũng có thể là tham gia vào những cái chương trình, và những cái chương trình đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, được chưa? Và bạn chỉ cần bỏ ra một chút cái khoản đầu tư ban đầu thôi, và như vậy thì bạn đã được học dễ dàng rồi. Nếu như trường hợp bạn là cái người mà mới bắt đầu học nha, mới bắt đầu học thì các bạn nên nó là áp dụng theo cái lộ trình này, cái lộ trình 90 ngày. Thì các bạn vào cái đường link như sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Còn tất nhiên thì các bạn có thể tự học, đấy nhá. Các bạn có thể tự học ngôn ngữ, hoàn toàn có thể tự học được. Chỉ là chúng ta mất nhiều thời gian, lâu hơn, hoặc thậm chí các bạn học bị sai phương pháp thì các bạn nhanh nản, chúng ta thất bại thì bạn sẽ chán thôi. Các bạn chú ý các bạn, các bạn vào cái chương trình 90 ngày này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn liên tục, theo 3 giai đoạn, từ giai đoạn xây dựng nền tảng cho đến cái giai đoạn bạn phát triển khả năng phản xạ, cho đến cái giai đoạn mà bạn đưa cái tiếng Anh và áp dụng vào trong cái công việc, áp dụng vào cái thực tế của các bạn, được chưa? Đấy, và đặc biệt với những cái bạn mà chúng ta muốn học tiếng Anh để chúng ta có công việc tốt, chúng ta có thu nhập cao, được chưa? Thì các bạn đi theo những cái giai đoạn như vậy thì nó sẽ áp dụng tốt hơn. Đó, hoặc những cái bạn mà chúng ta muốn có cái nền để sau chúng ta ôn thi những cái chương trình TOEIC hay IELTS thì cái phần này nó cũng rất là phù hợp cho các bạn. Đó, hướng dẫn từng ngày. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái cộng đồng kín ở trên Facebook, cái nhóm kín ở trên Facebook. Chúng ta có nhóm kín để ở trên đó thì mọi người check sửa cho nhau. Đó, cam kết thì trong cái khóa học, bất cứ khóa học online nào của mình thì mình đều cam kết đó là hoàn tiền nếu trường hợp các bạn học mà chúng ta không tiến bộ và không hài lòng. Sau khi bạn kết thúc 90 ngày, hãy nói cho mình biết bạn không hài lòng, mình sẽ hoàn tiền lại cho bạn, không cần hỏi lý do nữa. Đấy, những cảm nhận học viên, các bạn học rất nhiều rồi, các bạn học từ chuyên gia vẫn tốt hơn. Ok, thì chúng ta vào cái đường link này nhé. Đối với những bạn chúng ta mới bắt đầu học thì chúng ta vào đây, chúng ta đăng ký. Ngoài ra thì đối với những trường hợp mà chúng ta đã học và có nền tảng rồi và bây giờ các bạn chỉ cần nó là tập trung để phản xạ tốt thì các bạn vào trong cái phần đó là gì ạ? Fluent English, được chưa? lavastaenglish.com/fluentenglish/, được chưa? Thì chúng ta vào phần này đi, bây giờ vào phần này đi. Thì ở trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn. Ra từng ngày một học phản xạ, học cái gì, học như thế nào, ngày mai học gì, ngày kia học gì, học mỗi bài kết thúc ra làm sao, tất cả mọi thứ đều rõ ràng rồi, có kế hoạch chi tiết rồi. Và không chỉ là học tiếng Anh đâu, mà ngoài cái việc học tiếng Anh ra bạn sẽ được mình hướng dẫn rất nhiều những cái thứ khác nữa, và nó giúp cho bạn thay đổi cả cuộc sống nữa nha. Nó giúp cho bạn từ cái việc đó là mình thờ ơ này, đến giờ mình lười biếng thì mình trở nên nó động lực và tràn đầy cảm hứng hơn. Đó, các bạn thể vào trong phần này để các bạn biết thêm các cái chi tiết thông tin. Đó, ok chưa ạ? Đấy, thì tất cả mọi thứ thì đều rõ ràng hết, đều rõ ràng hết. Các bạn chỉ cần đơn giản là chúng ta thừa hưởng thôi. Chúng ta thay vì chúng ta mất thời gian, mất công sức, thì chúng ta thừa hưởng, chúng ta học luôn cho nó nhanh. Thế là được, ok chưa? Đấy. Thì nếu như bạn có cần hỏi thêm thông tin gì nữa thì các bạn hãy inbox vào Facebook cho mình, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn, mình sẽ giải đáp cái thắc mắc cho các bạn, được chưa? Ok. Rồi, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn học tập thành công. Bye bye. Audio Jungle.